Chào các bạn. Như chúng ta đã biết, theo thống kê của Bộ Y tế thì hàng năm có khoảng 200.000 người tử vong vì cái bệnh tim mạch. Nó chiếm đến 33% ca tử vong. Và với những con số biết nói như thế này thì tim mạch đúng là một căn bệnh của thời đại. Đặc biệt, căn bệnh này không chỉ gặp ở người cao tuổi mà ngày càng trẻ hóa. Theo thống kê, cứ 4 người trưởng thành thì lại có một người bị tăng huyết áp. Trong khi đó, tăng huyết áp có thể dẫn đến nguy cơ đột quỵ và tử vong. Bên cạnh bệnh tim mạch thì các bệnh lý về mắt như là đục thủy tinh thể này, rồi lão thị, rồi thoái hóa điểm vàng, tăng nhãn áp vân vân cũng ngày càng gia tăng. Và các bệnh lý này thường gặp ở những người cao tuổi. Tuy nhiên, trước thực trạng giới trẻ gắn mình với điện thoại và máy tính thì cùng với lối sống là không được khoa học cũng kéo theo bệnh lý về mắt, rồi dẫn đến trẻ hóa. Trước cái thực trạng này thì có thể thấy là bệnh tim mạch cũng như là các bệnh lý về mắt không chừa một ai cả. Mọi đối tượng đều có nguy cơ mắc bệnh. Vì vậy, việc nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe và phòng chống bệnh tật là điều rất cần thiết. Để có một cơ thể khỏe mạnh, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh lý thường gặp như là tim mạch và các bệnh lý về thị lực này, rồi mọi người cần những hành động một cách thiết thực. Thứ nhất là chúng ta phải xây dựng một cái chế độ ăn uống thật khoa học, đầy đủ chất dinh dưỡng, rồi tập thể dục thể thao một cách thường xuyên, kiểm soát huyết áp và lượng cholesterol trong máu, giữ tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng, stress kéo dài, ngủ đủ giấc và không sử dụng rượu, bia và các chất kích thích. Ngoài ra, chúng ta cần sử dụng các cái sản phẩm để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe về tim mạch và tăng cường thị lực. Với mục đích chăm sóc sức khỏe tim mạch và tăng cường thị lực thì sản phẩm tinh dầu thông đỏ của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Quốc tế Việt Mỹ là cái lựa chọn hoàn hảo. Sản phẩm được bảo chế từ nhiều thành phần tốt cho sức khỏe, bao gồm tinh dầu lá thông đỏ, dầu hoa anh thảo, dầu gấc, omega, vân vân. Trong đó, thứ nhất phải kể đến tinh dầu lá thông đỏ. Thì đây là loại tinh dầu có chứa glycosinin, nó có tác dụng là hạ thấp về đường huyết và giảm cái lượng cholesterol xấu, bào mòn các mảng xơ vữa bám trên động mạch. Và nhờ đó nó sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, rồi bệnh đột quỵ, bệnh nhồi máu cơ tim và hỗ trợ điều trị rối loạn mỡ máu, huyết áp cao và tăng cường hệ miễn dịch. Thứ hai là dầu hoa anh thảo, nó hỗ trợ điều trị một số chứng bệnh như là đa xơ cứng, bệnh tim, ung thư, rồi cholesterol và các bệnh tiền mãn kinh vân vân. Thứ ba là dầu ô liu, thì nó chứa các chất béo thông minh, nó có khả năng làm giảm cholesterol xấu, nguyên nhân mà gây ra các bệnh về tim mạch. Ngoài ra, các dưỡng chất trong dầu ô liu thì có thể là hỗ trợ điều trị chứng bệnh Alzheimer và sáng mắt. Tiếp theo đó là dầu gấc. Thì chúng ta biết là dầu gấc đây là một thần dược cho đôi mắt sáng khỏe. Trong dầu gấc thì có chứa lượng lớn vitamin A, nó có khả năng là trung hòa các chất oxy hóa là thủ phạm gây ra cái tình trạng thoái hóa võng mạc, rồi cận thị, đục thủy tinh thể. Bên cạnh đó thì dầu gấc tăng cường bổ sung các vitamin, chất dinh dưỡng và giúp giảm tình trạng nhức mỏi này, làm chậm quá trình lão hóa này. Ngoài tốt cho mắt thì dầu gấc còn chứa nhiều omega 6, axit béo bão hòa tốt cho hệ tim mạch và nó giúp bảo vệ võng mạc, hạn chế cái tình trạng là khô mắt. Ngoài ra còn các loại vitamin E, A và D3. Vitamin E thì có trong viên nang tinh dầu thông đỏ của Công ty Việt Mỹ, nó giúp thúc đẩy nhanh cái quá trình trao đổi chất, tốt cho chăm sóc da và ngăn ngừa lão hóa. Vitamin A giúp bảo vệ sự toàn vẹn của giác mạc. Vitamin D3 thì giúp giảm nguy cơ là mắc các chứng bệnh về tim mạch, đột quỵ và tăng cường hệ miễn dịch. Tinh dầu thông đỏ của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Quốc tế Việt Mỹ là cái sự lựa chọn hoàn hảo để có một hệ tim mạch khỏe mạnh, đôi mắt sáng khỏe, sản phẩm hỗ trợ giảm cholesterol trong máu và giảm nguy cơ xơ vữa mạch máu, rất tốt cho mắt. Nên sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ của Công ty Việt Mỹ thường xuyên và tối thiểu là liên tục 3 tháng để sản phẩm phát huy được công dụng. Sản phẩm tinh dầu thông đỏ Việt Mỹ dùng cho đối tượng từ 11 tuổi trở lên. Tôi đánh giá cái sản phẩm rất cao bởi sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đạt cái tiêu chuẩn GMP của quốc tế và được cấp phép lưu hành bởi Bộ Y tế, nên chúng ta hoàn toàn an tâm sử dụng. Trong bối cảnh các cái tác nhân gây bệnh ngày càng gia tăng, đây là một sản phẩm đáng để đầu tư và tôi đánh giá rất cao sản phẩm này.